Và kính thưa quý vị, thí sinh xuất hiện ngay bây giờ là một trong những người giảm cân rất tốt. Và đó chính là thành quả mà anh ta đã đạt được sau 5 tuần vừa qua. Đó chính là anh Kiệt. Tuần này mình cũng đợi sẵn trong đầu một cái thử thách gì đó sẽ rất là kinh khủng. 6 giờ sáng, quản lý thí sinh đã lên gọi sớm quá. Chắc có thử thách gì đó nặng lắm. Và anh John đã đưa ra thử thách về đạo cụ. Mọi người phải tự đi kiếm đạo cụ của mình. Thì một cái gợi ý Hỡi ơi, hãy đi tìm con vịt, chạy lên chạy xuống mình kiếm đồ của mình. Thì lúc đó mình cũng đã mệt rồi. Và khi thấy cái phao trong đầu mình, cả khối từ nó nổi lên, nó một cái đạo cụ rất là lạ nếu mà đem lên bài nhảy. Và quan trọng là chủ đề của tuần này là rock and roll nữa. Thật sự là trong đầu đang trống rỗng. Khi mình đeo hai cái phao này chạy tới gặp chị Thảo thì hai chị em cũng bỡ ngỡ không biết làm thế nào với nó. Mình và chị Thảo đã chọn thể loại đó là Trisha. Cái nhịp rất là nhanh. Bài diễn tuần này của mình á, nó mang hơi hướng rất là hài hước. Nhưng mà nhìn phao là biết biển rồi ha. Rồi mong là ban giám khảo và mọi người sẽ hài lòng với những cái yếu tố hài hước trong bài nhảy lần này. Yeah! Xin mời vị giám khảo Hóc Búa đã trao cho anh Kiệt cái phao là một cái đạo cụ mà Ngọc Diệp nghĩ rất là khó. Anh nghĩ sao về phần trình diễn vừa rồi? Thảo, em biện đạo một cái bài rất là sáng tạo và thông minh về cái cách mình sử dụng cái đạo cụ nhá. Rất là hợp lý. Và nói về Kiệt là bây giờ anh đang thấy mỗi tuần cái cách diễn của em nó đang tiến bộ, nó tự nhiên hơn, nó không nhìn giống em đang cố gắng diễn over quá. Cái phần diễn nó rất là chắc rồi. Ok, nhưng mà trong cái bài này nó có mấy lần cái tâm lý của em nó bị đứt về cái động tác nha. Anh rất là thích mấy cái phần lúc Thảo quỳ xuống, Alan tụi em hay quăng cái đầu cũ qua xong nó qua cái đầu. Cái đó rất là khó vì mình không thấy nhau được. Và cái động tác lúc tụi em để trên cái chân và đi qua đó, mấy cái đó rất là hay. Nhưng mà tại mỗi tuần đi sâu hơn đó, khách diễn tiến bộ hơn thì cái phần nhảy và cái phần mình thể hiện nó phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà đối với anh cái bài này cũng ổn. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi thì tôi lại thích cái đoạn mà hai bạn ôm nhau xong rồi bạn ngoài cái đạo cụ bạn còn sử dụng luôn cả cái trang phục của mình để diễn cái phần đó. Tôi cũng thấy nó rất là dễ thương. Tổng thể của cái bài thì nó có cái độ giải trí. Tuy nhiên nói về nhịp nhàng thì các bạn còn hơi chệch choạch. Thì như John Huy nói, càng vào sâu trong thì chúng ta càng nên tập trung chú ý nhiều hơn. Bạn thì có lẽ là bạn Kiệt tập trung về cái phần diễn nhiều hơn là cái phần nhảy, cho nên là nó có vài cái động tác nó hơi trật cái đường ray chút xíu. Nhưng mà hễ mà trật cái đường ray là coi chừng trật luôn cả cái đoàn tàu đó nha. Nên chú ý chút. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. V
với tôi đây là một bài thi hết sức là đơn giản và nó thiếu cái yếu tố bất ngờ. Cái nhạc cảm của Kiệt tuần này không ngon bằng tuần trước. Tuy nhiên, cái phần xuất sắc nhất lại là cái phần bưng bê, xoay và hạ bạn mình xuống này rất là tuyệt vời và chuẩn xác. Đó là phần mà tôi thích nhất trong bài thi của bạn. Cảm ơn anh Đào Minh Hưng và ban giám khảo cho điểm anh Kiệt. Xin mời anh John Huy. John Huy chấm bài này 7 điểm. 7 điểm. Vì bạn là người đầu tiên mở màn, chắc chắn sẽ gặp nhiều áp lực và khó khăn. Tôi chấm 8 điểm. Và xin mời giám khảo Hà Linh. Tôi cũng vậy, 8 điểm. Điểm trung bình của anh Kiệt là 7,7 điểm. Chúc mừng anh Kiệt. Chúc mừng nữa là bạn đã chui lọt vào cái phao này. Và bây giờ thì bạn hãy bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 126,8 cân. Cân nặng tuần này 123,2 cân, giảm 3,6 cân, tương đương 2,8%. Và tổng điểm của anh Kiệt đó chính là 10,5 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh đầu tiên mà anh Kiệt đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân.